chéo nó lên chị. Máng vô gạch giữa nha, đừng không cần máng vô đó. Không vô đó. Đúng rồi, máng vô gạch giữa. Đây nè, mình gắn gạch giữa đúng không? Mình phải ghi nó vô đây nè. Gạch giữa là cái cộng chỉ này phải nằm chính giữa cái đồng tiền này. Ghi nó vô. Ghi nó vô. Đây nè, giờ nó phải vô gạch. Hiểu rồi. Thấy chưa? Bỏ vô đây à. Rồi máng máng qua cái cầu tôm. Không không không. Máng qua cầu tôm nè, dầm xuống. Xuống nào? Dầm xuống. Rồi dầm xuống đây dạ. Rồi máng qua đây. Đây nè. Rồi, máng qua đây. Không, rồi sở trên đây luôn. Sở lên cái cò này nè. Nếu mà chị không sở lên cái cò này là chị may không có được nha. Rồi sở lên. Ê, nó dướng là không được. Đúng không? Đúng rồi dạ. Rồi máng qua gạnh đó. Rồi xong xuống, đúng rồi. Rồi máng sở qua cái ôm kim này luôn. Ê, khoan. Cái ôm kim này nè. Sở vô. Vô đây luôn hả? Đúng rồi dạ. Rồi xong mình sở từ bên trái qua phải. Khó sở quá không? Sở. Rồi. Chỉ cần em gỡ cái đó ra không? Gỡ cái này hả? Thế nó cũng hơi bất tiện đúng không? Xong. Rồi. Chị biết cách lắp xuống chưa? Rồi. Cách lắp xuống á. Biết. Đây nè, giờ dỡ cái máy lên đi. Anh chỉ cho dỡ cái máy lên. Dỡ cái máy lên ha. Ha, đẩy ra về phía sau nè. Nè, cái máy Nhật nè. Ha, dưới đây là cái chữ Yuki nè, bên đây là chữ B1 nè. Cái này là số seri của máy, nó của máy nè, ha. Này, này là máy mới. Đây là lắp ráp tại Việt Nam hoặc là Trung Quốc. Ha. Rồi bên đây. Cái này nè, gỡ cái mà mình gỡ thuyền ra, bên đây nó có rãnh nè chị thấy không? Cái rãnh kéo ra nè. Giờ mình lấy cái rãnh này ra, mình thọc tay dưới đây nè, mình lấy cái rãnh ra. Mình kéo nó ra. Với điều kiện là cái kim nó phải nằm lên trên nha. Rồi xong bên đây nè, nó có một điểm lòi ra nè. Bên đây nó có một điểm hõm vô, mình để vô đúng cái vô này nè. Để đúng vô. Nên mình làm sao mình bóp. Mình đẩy ra một cái cạch là được ha. Dạ. Rồi xong mình đẩy cái máy xuống. Đó, anh lấy ra thử đi. Chị lấy cái thử đi. Chị kéo cái thân thuyền ra luôn kìa. Chị lấy con thuyền ra, đúng rồi, kéo cái rãnh nó ra. Rãnh vô. Không phải vô cái rãnh giờ. Đẩy nó lên đây, đẩy lên trên xíu. Đẩy dưới đây nè, đẩy lên trên này nè, rồi. Không phải vô cái rãnh nữa. Dạ đúng rồi dạ. Rồi chị biết lắp thuốc vô thuyền chưa? Con suốt vô con thuyền á. Đây nè, giờ gỡ ra đi. À biết rồi. Đổ ra. Đấy, nó có mũi đây đúng không? Rồi. Đúng rồi dạ. Ở đây đúng không? Rồi xong á mình cầm con chỉ này nè. Về phía sau lưng này nè, là mình kẹp con tay vô đây. Rồi đúng rồi, để vô. Đấy. Chuyên nghiệp rồi đấy. Rồi. Rồi kéo cái máy xuống. Đẩy cái máy xuống. Bây giờ mình quay. Giờ nè, mình máng công chỉ qua chiến dịch đây đi, rồi chị cầm cầu công chỉ. Mình quay chiều là người kim đồng hồ, ha, mình quay xuống nè. Em đang quay kim nè. Đây, mình đang quay xuống. Giờ quay xuống nè, cái kim bắt đầu đi lên nè. Thì thấy cái kim bắt đầu đi lên chưa? Móc nè. Kì công chỉ lên. Ủa, chắc gỡ này ra quá. Đấy, công chỉ này gỡ ra nè, thấy không? Thấy. Rồi, mình máng qua cho nó vô. Rồi giải chiến dịch lên. Giải chiến dịch bằng gói giò dưới. Giờ đang sao đúng không? Rồi, chị lấy cái tấm vải cho mày thử đi. Rồi, vải lên rồi. Rồi, bỏ xuống, mở máy đi chị. Thì mình trong nhà thì mình nghe cái tiếng motor thì nó sẽ khi mở ngoài thì nó sẽ thoáng hơn, khi mở trong nhà nó sẽ gồm hơn. Trong nhà mình nó kín rồi mình đạp xuống chị. Nhà mình đạp mai đi.
chỉ mỗi phim mua 8.100 nghe là hơi bị tuyệt vời rồi. Đây. Không. Chị trắng như này nó khó thấy. Chị có ông mà giải nào giải màu không? Ừ, có. Thôi chị lấy tấm giải màu đi, mình xem cho nó dễ hơn xíu. Đây. Bên mình toàn là lắp motor là bằng motor Senta. À, motor. Đó là gì? Nhập ngang qua vậy nè, cho nó dài hơn xíu. Ngang qua. Đúng rồi. Đi rồi. Cái mặt dưới này nè, đó nó hơi bị còn nổi hột xíu nè, chị thấy không? Bây giờ là mình siết đi vô xíu nè. Đây. Đây là nút chỉnh chỉ. Đây là chỉnh phương trình này đảo ngược. Là ở trên là mình chỉnh ở dưới là mình chỉnh ở trên. Nếu mà xấu ở dưới là mình siết cái tăng xong, mà mình ở trên xấu là mình siết con thuyền vô ha. Đây nó chỉnh tương tự với máy gia đình con bấm hồi xưa á. Mình tránh hạn chế là may ra ngoài nha. Đây. Đây là do một phần là do giải của mình nữa. Giải mình là chất liệu này nó thấy hơn, nó khó thấy hơn. Nên mình tí vô xíu nè. Rồi. Ok đấy. Thì còn tấm giải nào mà mình khó may nữa không chị? Khó may hả? Dạ. Phải khó may gì? Này tấm giải khó may nhất đi rồi ấy, xong này có gì em chỉnh. Cái này là độ nén chuyên dịch nặng nhẹ. Khi mà mình chỉnh các tất cả loại giải thì mình cầm cái nó như dịch này nè, mình cầm lên mà được là ok ha. Nếu mà nặng quá dễ nó như rồi gắt cái tấm giải của mình. Giải màu trắng cũng được mà. Đó, để tấm giải đi, chắc được rồi. Rồi chị Mai đi em chỉ cho chị về cái này. Chụp đôi lại đâu nè. Dạ. Rồi, chụp Mai cơ. Rồi đây nè. Thấy giờ mình chạy ra đúng không? Đây cái đường chụp mũi chỉ nè. Mình chạy ra. Nếu mà mong mốt mà cái đường kim đường truyền giải ở dưới á, nếu mà nó bị tưa như là nó găng cưa nó bị xé giải ra. Đây nè, cái nút này là nút chỉnh mà chuyên dịch nặng nhẹ. Bây giờ nó đang sâu quá nè, bây giờ mình xả nó lên xíu. Thì mình xả là chuyện ngược kim đồng hồ nha. Xả ra. Phải như đây thôi. Thì mình siết cái này xuống. Rồi mình đồng thời kết hợp lấy cái tay mình á, mình lấy cái dịch lên như nè. Thấy không? Cái dịch nó nhảy lên nè, mình vừa cái tay mình cầm thôi là cái đầu giải qua nó bám giải nó dễ hơn. Nó dễ bị gách giải, nó khó bị gách giải lắm. Nặng quá làm bị gách giải. Nếu mà nhẹ quá thì nó dễ như là đường kim của chị nó không được đều. Đường kim của chị ok rồi. Đấy, đẹp rồi đó. Chị có thắc mắc gì không chị? Không, đẹp rồi, đẹp rồi.
đường nào ra đường đó này, rất là đẹp. Đẹp và đá sắc sảo rồi nè, ở dưới nè. Rồi mình chỉnh là mình chỉnh. Đúng rồi, cái này là nút thưa dày. Số 3 đúng không? Hay là số 2? Không, mình tùy theo mà cái cỡ giải mình chạy thôi. Như 1 cm là bao nhiêu mũi? Tùy theo ý của mình, mình dặn ở đó số 5 là cũng bình thường thôi. Này là lại mối tay. Này là ký hiệu của Nhật. Ở phía dưới này nè, là có chữ Yuki nè chị. Nha, mấy cái dòng mà hàng nhái đâu có chữ Yuki này đâu. Rồi. Dạ đúng rồi, suốt thì mình quấn từ ống chỉ ra máng qua đây để cho là bật là chạy. Ha, bỏ ống chỉ đây hả? Đúng rồi, mình xài một ống chỉ nữa nè. Ống chỉ lên đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đây chị lấy ống chỉ đi, ống chỉ cho. Cái tính suốt nè chị, chị đứng dậy chị sợ lên đây luôn nè. Đúng rồi, mình sợ từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài. Thấy đường rõ không? Không. Lòi mắt luôn á. Nghe đường rõ chưa? Đấy. Rồi. Rồi. Ông chỉ nè, đúng không? Rồi, vào đây. Từ trên đây nè. Máy lên đây nè. Xóa vô lên này chứ. Vô đây đó hả? Đúng rồi, dạ. Rồi xong máy mình máng qua cái rảnh này. Đúng rồi. Hay quá, giống chuyên nghiệp rồi. Rồi, mình lấy một con suốt nữa. Rồi chị lắp suốt vào con suốt nè, mình để suốt về luôn, nó có rảnh ha. Đây mình đẩy nó vô ha. Rồi xong mắm 11 mà có trường hợp như thế này mà con suốt mình để vô đây nè mà nó lỏng le à. Ha, chỗ này nè nó có mỗi rảnh dưới giữa đây để mình nài nó ra. Chị thấy rảnh dưới giữa này không? Thấy. Mình nài nó ra nè. Rảnh này là mình để mình nài nó ra ha. Rồi mình để suốt vô, mình nài cái một lấy cái vít đó. Mình nài ra cho nó lớn lên xíu, mình để suốt cho nó vừa hơn. Đỡ mình phải được. Cái này là bị hơi bị. Dạ, cái này vừa rồi nè. Ok rồi đó. Thường thường là mấy người ấy người ta, nó mấy chị đọc, không? Không biết cách từ ấy mình để tấm vải hay là ông chỉ gì vô đó. Rất là ấy. Giờ mình máng ở đây nè. Máng vô. Mình đánh á. Thì đánh tay trước rồi mới đánh máy. Đánh xong nó quấn ngược lại vòng. Để cho nó chặt lại ha. Không bứt cái này đi. Kéo cắt. Nhấn nhấn thôi vậy. Rồi xong mình đẩy này lên. Rồi mình kéo công chỉ này lên nè. Cái công chỉ mà đánh xuống á, mình kéo cho nó căng này thẳng ra. Rồi chị đặt nó vô hả? Không, không cần, không cần. Rồi chị vừa mai vừa đánh luôn. Được luôn hả? Được. Nay vừa mai là vừa đánh luôn nè. Con xuống đang quay luôn.